Quay cho nghe, đây là một cây mai quá trời đẹp luôn nè, mới thấy luôn á. Mai mà tán nó rất là đều ra nè, đều ra đẹp quá trời luôn. Dưới cây mai á là hồ cá coi rất là sạch, quay được ngon, rất là sạch. Đây là chăm chút dữ lắm luôn á. Đó, đây là hồ cá coi nè. Ôi ôi, cuộc sống của đại gia như thế này. Nước chảy nè, ở đây là rất là chăm chút nha. Đây là cá nhân nè, đây là cá nhân nè. Gốc cây mai đây, gốc cây mai đây. Để mình chạy qua đây mình quay coi có những con cá coi rất là lớn nha. Đây. Đó, bên đây là cá nhỏ nè. Đây là cá nhỏ, cá này thì nó chỉ cần một cái nước mà ấy thôi. Cái nước mà kiểu như nó vừa thôi chứ không có cần cái nước mà nó trong. Này có bùn nữa chưa? Có bùn này. Để những con cá nhỏ. Ui. Đây là cái máy xử lý gì mà mình không hiểu nè. Thích nước, nó thích nước. Rồi qua đây. Đây là nguyên cái thác. Nguyên cái thác. Đây, đây. Ôi, hồ nó trong không? Cái con cá coi nè. Nằm ở phía dưới nè. Đó, không? Quá trời đẹp luôn à. Ở đây là cái thác nước. Nước róc rách á, ở trên những con cá coi đó.